Chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Hôm nay là cái ngày 13 tháng 7 âm lịch, không nhường là tháng 8 rồi các bạn. Thời gian đi trôi qua rất là nhanh. Thì hôm nay là cái ngày 13 thì các bạn cho tôi lấy cái ngày 15 tháng 7 đi, đặng cho nó trúng với cái chu kỳ mà mình rải phân để nó tiện chia sẻ đối với những các bạn nuôi mai nhà và làm theo cái cách làm của tôi. Thì hôm trước thì mình bỏ phân cái ngày là mùng 1 tháng 7 các bạn, nó không có ngày 30 ha. Thì hôm nay cho tôi lấy ngày 15 cho nó giáp chu kỳ 15 ngày để tiện chia sẻ. Thì như tôi đã nói các bạn, đây là cái chu kỳ 2 rất là quan trọng. Nó vừa ra đọt như thế nào và nó liên tục nó tạo được cái mầm bông hay không là do từ cái chu kỳ 2 là nó quyết định cây mai trong ngày Tết. Thì bây giờ mình cũng không có gì mới, nhưng các bạn xem thực tế là những cây mai mà tôi đã chia sẻ đối với tất cả các bạn từ đầu năm phục hồi tới khi tạo tàn tỉa nhánh và đến ngày hôm nay thì nó những cái bộ lá nó ra dày, theo tôi thì nó cũng tạm gọi là vừa ý các bạn. Và những cái clip tôi chia sẻ thực tế trên những cây mai và tôi hứa với các bạn là không giờ đổi. Và tôi nhiều lúc tôi suy nghĩ là tôi cũng hơi mạo hiểm hơn các bạn, là tại làm sao nếu mà tôi chia sẻ trên chung chung thì nó dễ các bạn, nó không có ràng buộc hết. Thì trong khi tôi chia sẻ thì hình như tôi tự ràng buộc tôi đó chứ, là tôi chia sẻ trực tiếp lên những cây mai mà tôi hứa với các bạn là không di dời tới cái ngày Tết. Do vậy nếu mà khi trong cái quá trình làm từ đầu năm tới nay thì nó ổn rồi, đây tới Tết nó có cái sự cố gì, thí dụ bây giờ nó vàng lòng hay là đổ lá hay là nó không tạo nút, thì những cái clip nó ảnh hưởng tới vấn đề cái clip của tôi trên YouTube rất là lớn. Nếu mình làm không thành công thì sao các bạn, thì cái clip mình nó hư đi. Đó là tôi nói là tôi suy nghĩ rất là mạo hiểm. Thay vì bây giờ tôi chia sẻ cái chung chung, tôi lựa những cây mai tôi chỉ nói đưa phân vô như thế nào, thì tôi chọn lọc những cây mai đẹp tôi chia sẻ thì nó an toàn đối với tôi các bạn. Còn cái này là tôi chia sẻ trên trực tiếp những cây mai của tôi thì nó cũng may mắn là các bạn thấy nè, nó cũng tương đối nó ổn định. Đó là những gì nó băn khoăn đối với tôi, nhưng đây là cái mà tôi muốn chia sẻ trên thực tế để các bạn tạo một cái niềm tin, để các bạn làm thử theo tôi coi cái để Tết cho nó có một số vòng tương đối để chơi. Thì bây giờ cái hàm lượng hiện nay tôi rải, vừa rồi tôi rải là hữu cơ, tức là phân gà nén. Hiện nay thì tôi đầy rải cái phần gọi là vô cơ, tức là phân hóa học đó các bạn, 16 16 8. Thì bây giờ tôi sẽ thao tác đây, cái nào cũng được các bạn ơi. Nó có những cái loại phân nó có màu đen, màu nó hơi xám xám cũng được, và có những cái loại phân 16 8 người ta chế ra màu xanh thì mình vẫn sử dụng được hết các bạn. Và cái màu này thì nó cái màu bạc bạc ha, thì tôi mua ra tiệm tôi cứ nói 16 8, người ta bán thì tôi mua. Thì đây là cái định kỳ, thì tôi nói các bạn là cái hoành 25 đến 30 thì tôi rải là cái muỗng ăn canh. Thì thôi bây giờ cái muỗng ăn canh cho nó hơi lùm nhẹ thôi các bạn, đối với những cây ha. Và những thí dụ bây giờ tôi nói các bạn, những cây mà nó các bạn làm theo tôi mà những cây mà cái đọt nó hơi dài thôi thì mình giảm phân này các bạn, giảm phân lại chút xíu thì nó sẽ ổn định thôi. Thì bây giờ tôi sẽ rải trực tiếp lên cây của tôi cũng như chia sẻ những cái clip trước. Tôi rải sống nha các bạn, đây các bạn thấy không, đơn giản vậy thôi. Rất cái cách của tôi là tôi nói các bạn rất là đơn giản, và thực tế những cây mai tôi đã được ngày hôm nay thì tôi chia sẻ các bạn y như cái phần đầu tôi đã nói. Thì nó cũng hơi mạo hiểm ha, nhưng mà nó cũng may mắn là nó cũng ổn các bạn. Đây và cái cây này nó hơi lớn thì mình nhấc lên chút, 25 tới hoành 30 thì một muỗng canh tôi nói các bạn rồi. Và cái cây mai này cái gốc của nó trên 40 ha, gần 50 các bạn,
mình nhích lên chút xíu thôi nè, không cần nhiều. Rồi, đó là cái phần tôi chia sẻ đến tất cả các bạn về cái phần rải phân. Thì cho tôi ra rửa tay ha. Còn những cái này là tôi cũng để đây là do tôi cắt các bạn, nên thôi mình không chia sẻ những cái mai này. Rồi, đó là cái phần rải phân theo cái định kỳ như tôi đã hứa với các bạn. Thì bây giờ trở qua cái phần bổ sung thêm. Và có những các bạn có nói vậy, làm theo chú Ba nhưng mà đúng hết, nhưng mà nó hiện nay cái đọt nó bị đứng, cái đọt này nè các bạn. Thì các bạn xem lại ha, tôi có chia sẻ là các bạn xem lại cái phần nước thôi. Vào cái mùa nắng, cái nước cũng rất là quan trọng. Nhiều khi các bạn điều chỉnh là cái phần nước ha. Thì nhưng nếu những bạn nói là làm theo tôi thì đúng rồi, nhưng mà nước nôi các bạn tưới sao nó cũng ảnh hưởng chứ nha các bạn. Và các bạn xem các bạn có đưa cái gì khác nữa hay không. Tại vì thực tế những cây mai tôi chia sẻ này, như tôi nói từ ban đầu thì nó ra dây, tôi đâu có dời đổi gì được các bạn, cái đọt non ha. Và cái thứ hai nữa là gì, có những bạn nói là hiện nay cái bông cái nụ ít quá, thì bây giờ giải quyết sao, thì tôi đã nói với các bạn rồi. Đây nè, bây giờ tôi phân tích lại kỹ nè, vẫn còn kịp nha các bạn. Và cây mai tôi nói các bạn, cái nút nó tạo vào cái giai đoạn nào, nó tạo cái này là các bạn, tôi nói để các bạn yên tâm nè, nó sẽ tạo từ bây giờ và tới Tết luôn, chứ không phải những cái nút bây giờ nó tạo Tết nó mới có, nó tạo đây tới Tết luôn, nhất là vào cái tháng Bắc. Tôi nói là ngủ đông đó, cái cây nào cũng vậy, tới tháng đó là do cái thiên nhiên nó tạo cái mầm bông. Cái tháng Bắc là cái cây nó không phát triển mà nó tạo gạo, tất cả các cây luôn, không riêng gì cây mai mà cây ăn trái. Thì bây giờ tôi nói lại là nó tạo từ bây giờ, tháng 7 phải không, tháng 8 nó vẫn tạo, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 nó vẫn tạo, là tại sao? Bây giờ tôi nói các bạn này, giữ cái đọt này nè, các bạn thấy thực tế này, nè, tháng đó là chậm thì nay cũng chưa có gì đâu, nhưng mà tôi nói các bạn nó sẽ kéo ra đây nè, khoảng 2 tấc nữa và 3 cái từng đọt non này nữa. Thì mỗi từng đọt non này nó ra là nó tạo, bây giờ nó còn chưa ra nè, cái khúc này nè, cái khúc mà cái tay tôi từ ra đây 2 tấc nè, nó sẽ tạo cái chỗ này nè. Thì mình lo cái gì? Bây giờ mình lo chăng là mình lo cái đọt này cho nó đứng lại, xin lỗi, cho nó phát triển nhắc mắt mà chậm. Thì cái đoạn này đây, từ cái tay tôi tới cái này nó ra nè, nó ra cái nút tại cái chỗ này nè, nó vẫn ra các bạn, thì có gì đâu mà mình sợ, đâu phải bây giờ nó ra. Và đây tới Tết nó không ra, nó ra tới tháng 12 luôn, quá an toàn. Và tôi nói các bạn cứ yên tâm, đây cái nhánh này nè, cái nhánh nhỏ này nè, nó không phải ra cái phần đọt này không, mà nó ra cả cái nhánh này nè của tôi nè, các bạn thấy không nè. Bây giờ nó còn kéo ra cao tắc nữa thì trong này ra, cũng như thí dụ tôi nói các bạn về cái nhánh này đây nè, có nè các bạn nè, thấy chưa, thành ra nó đặc tàn hay không là do cái nhánh này đây nè các bạn thấy nè, cái này nhánh chủ, nhưng cái nhánh này nó dẫn ra nhánh này nè, các bạn thấy không. Thì như vậy là tôi nói các bạn cứ yên tâm, nó ra tới tháng 12 lận, và nó cái cây này nó còn ra tới đây nè, để tôi sẽ thực tế cho các bạn xem. Bây giờ tổng thể cây vậy, các bạn thấy cái giờ cái tán nó khoảng 1 thước rưỡi nha, tôi tới đó nó ra 2 thước rồi, chứ không phải là nó nằm vậy đâu. Hồi đó các bạn thấy tôi cắt cái cây, cái cành này thì nó lỏng bỏng liễu biểu, thì bây giờ nó ra này. Bây giờ các bạn yên tâm ha, nó ra tới tháng 12 lận các bạn. Và cái quan trọng là gì, với cái chế độ của tôi không nói là ưu việt, và tôi không nói là các bạn phải làm theo tôi, tùy các bạn. Một cử, tôi nhắc lại ha, một cử 16-16-8, một cử hữu cơ duy trì tới rằm tháng 10, thì mình sẽ tăng cái chế độ như thế nào để cho nó nuôi cái gạo, cái nút nó lớn lên.
thì tới đó mình tính nó các bạn. Nó rất là tôi thấy nó thuận lợi đấy chứ, mà sao nè, đây nè các bạn thấy nè, cái nút nè, đây nè, cho các bạn xem nè, này gần ha. Ở xanh lét thì cũng thấy ngán đây chứ, đây nè, này nè, đây là cái tầm nè. Thì nó này nè các bạn, có gì đâu mà. Nhưng những các bạn nuôi là nó không ra là có nhiều nguyên nhân. Các bạn để đạm cao quá. Nhưng không muộn. Tôi nói các bạn, cái nút khi nó đã hình thành rồi, nó bằng cái hạt gạo thôi. Nếu nó là cây kim thì nó còn gọi là thân quá mầm qua, tức là nó có thể là lá mà có thể là cái nút cái gạo. Nhưng khi nó đã hình thành cái nút rồi, dù lớn dù nhỏ tôi không biết, cũng như cái nút này. Đây cái nút này hiện nay nè. Cái này là chắc chắn là tôi nói các bạn, nó là cái đây nè, nó cái này nó nhỏ hơn cái, nó bằng cái hạt gạo mình xay ha. À, tại cái máy tôi ha. Thì tôi nói các bạn cái này là dứt khoát là nó đã thành nút rồi. Nó không thể thành lá được. Mà bây giờ Tết, tôi nói các bạn ha, tới tháng 11 thì nó ra y vậy thôi. Vậy ha. Thì các bạn suốt lá phải không? Nó vẫn ra bọc. Và cái bông nó nằm ở chỗ này nè, cái chỗ cái gang tay tôi nè, cái nút của cái gạo nó sẽ hình thành, bây giờ nó chưa ra nữa, nhưng mà tôi biết rằng trong cái hai tấc này nè, đây nè, cái tay tôi nè, đây ngay chỗ này nè, nó sẽ ra. Thì như vậy làm sao mà không có bông? Đối với những bạn nuôi mai nhà rất là dễ dàng, nếu cái điều kiện nước cho đủ, trừ con bọ trĩ và cái đọt nó ra chậm, đây rất là chậm rãi, đây nè các bạn thấy nè. Xem lại lần nữa, đây nè, nó ra chậm nè. Cái bát của tôi rất là nhanh nè. Thì những cái nhánh này nè, bởi vì nhiều khi các bạn không để ý nha, những cái nhánh này nè, bây giờ chưa có gì nè, nó chỉ cần kéo ra chừng tắt nữa thôi thì trong này nó tạo gạo. Và có thể Tết nó dài quá mình cắt gạo mình bỏ bớt nữa nè, các bạn thấy chưa. Rồi đó là cái gì tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, và cho tôi nói bổ sung thêm cái phần nhận xét. Có những cái anh bạn quá khó tánh, tức là tôi nói là nếu giữ còn lá và còn bông, da chắc chắn các bạn sẽ có 30-40% cái bông trời, tôi bảo đảm với các bạn. Nếu các bạn làm theo tôi, còn lá còn bông, thì có anh bạn nói rằng chia sẻ mà có 30-40% thì tức là không đạt đó, chia sẻ chi. Thì cái này là vui ha, thì cái đó là cái đòi hỏi của mình thì nó phải trên các bạn. Nhưng tôi lấy cái mức thấp nhất để cho những các bạn chơi mai nhà yên tâm. Tại vì tôi nói rõ là cái đó là thắt, nếu tôi làm mà 30%, 40% thì tôi chỉ để chơi thôi, tôi không đưa ra thị trường được. Nhưng đối với các bạn nuôi mai nhà, tôi nói các bạn cỡ 40%, 30% các bạn chơi được rồi. Để chi? Cây mai mình nó sẽ, năm tới nó sẽ không mất sức và nó phục hồi rất là nhanh. Thì mình vừa dưỡng cây vừa có bông chơi được rồi các bạn. Theo tôi nghĩ ha, cá nhân tôi ha, nếu tôi là cái người mà chơi mai nhà, tôi có những cây mai lớn nhỏ gì không biết, 30-40% là tôi đã thỏa mãn rồi. Đừng ham bông nhiều, do tụi tôi làm để bán ra thị trường, cái nhu cầu cái bông nó đòi hỏi rất là cao. Thì tôi lấy cái mức thấp nhất các bạn, thì nhưng mà nó không đến đổi đâu, cũng như cây mai này tôi nói các bạn, không bao giờ mà nói là 30-40% được hết. Theo tôi ha, cái này là cái cũng theo các cá nhân tôi ha, không bao giờ mà 30-40%, nó phải đi từ 60%. Nếu cộng nếu ha, không quá chủ quan, cái thời tiết nó thuận lợi. Nó không thuận lợi là gì? Chỉ có cái lạnh là nó sai sót thôi. Cái nóng mình điều chỉnh được, trời nắng nóng điều chỉnh được, nhưng sợ rằng khi mà vào rằm 16, cái thời tiết nó lạnh, nó xuống 20 độ, 21, 22 độ, 18 độ thì nín toàn bộ hết, thì cái đó là mình không nói, cái đó là sự cố. Nếu thời tiết xảy ra vào miền Nam thì những anh em khác cũng như mình, thành ra cái sự cố đó mình không nói. Còn nếu thời tiết, tôi nói là trừ cái nhiệt độ thấp thôi, cây mai này nó sẽ ra từ 60% đủ lên đối với cái cách làm này ha. Và cái mai này thì tôi bây giờ tôi nói các bạn cái mạo hiểm đó nè,
các bạn xem. Cây mai này là cái cây mai thứ tư. 1 2 3 4 cây mai này ha. Và cây mai này luôn, cây mai này nó khoảng 70%. Theo tôi biết. Thì bây giờ mình xem nha. Tôi sẽ quay cho các bạn Tết này. Quan trọng là gì? Tết nó có bọc này không? Là cái điều quan trọng. Và theo cái tầm mắt của tôi thì hai cây mai này nó sẽ đi từ 60%, 50-60%. Thì được rồi các bạn. Đó là cái tiêu đề tôi cũng chia sẻ đến tất cả ngày hôm nay. Xin một lần nữa xin chào và chúc sức khỏe các bạn một buổi sáng hạnh phúc và vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại.